sẽ có một sự khắc bỏ không hề nhẹ. Vâng, như các bạn Tài thấy thì đó chính là một tính năng mới của con xe này. Vâng, và xin chào tất cả các bạn Tài đến với kênh Hoàng Xe Tải, và tôi là Hoàng Anh, chuyên viên tư vấn của TMT Moto. Thì cái tính năng mà các bác vừa xem đó là một tính năng mới của con xe đến từ nhà xuất Đông Feng, và tính năng là tính năng đá cốp tự động. Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bác Tài đã đưa ra cho tôi trong thời gian gần đây, đó là có con xe nào vừa có thể chở hàng được, lại vừa có thể đi du lịch được, đồng thời nó có thể di chuyển dễ dàng một cách trong các ngõ ngách ở thành phố đô thị, và đặc biệt đó là nó có thể di chuyển được trong khu vực cấm. Thì ngay trước mắt tôi đây, đó chính là câu trả lời thứ nhất. Xin giới thiệu với tới tất cả các Tài con xe TMT DF SK K05S phiên bản 2 chỗ từ nhà sản xuất Feng, được lắp ráp và phân phối trực tiếp bởi TMT Motors. Vâng, và để các bác Tài không phải chờ lâu nữa thì trước hết chúng ta cùng đi sơ qua một vòng về con xe này. Thì đầu tiên đó là ở phần đầu xe, thì chúng ta thấy ở đây đó là những thiết kế quen thuộc mà nhà sản xuất Đông Feng trang bị cho các con xe tải nhẹ. Đó là thứ nhất là phần tầm kính chắn gió hai lớp với một lớp polymer ở giữa để đảm bảo sự an toàn cho người lái. Thứ hai đó là cụm đèn mắt hổ sử dụng bóng đèn halogen nhằm tăng tuổi thọ cho đèn, giúp các bác giảm thiểu tối đa chi phí để sửa chữa phần đèn của xe. Thứ ba đó là logo của nhà sản xuất Đông Feng giúp ta phân biệt được các con xe của nhà sản xuất này với các con xe của hãng khác. Thứ tư đó là phần cụm đèn sương mù được cải tiến rộng ra. Tiếp theo là ở phần thân xe, thì điều thu hút sự chú ý của chúng ta nhất đó là phần logo 3D của nhà sản xuất Đông Feng, đồng thời tên của chiếc xe là K05S. Ngoài ra thì ở phần lớp sơn này thì có thể nói đây là lớp sơn xịn nhất Việt Nam. Nếu các bác muốn kiểm tra độ bền của lớp sơn này thì có thể đến trực tiếp showroom của tôi tại Bến Sen nhé, để kiểm tra luôn. Ngoài ra thì như hầu hết các con xe hiện đại của nhà xuất Đông Feng thì động cơ cũng như bộ xử lý khí thải của con xe này được thiết kế theo tiêu chuẩn khí thải châu Âu Euro 5. Dù con xe này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cũng như đảm bảo tiêu chuẩn khí thải để được lăn bánh trên thị trường Việt Nam. Ở phần lốp của xe này thì lốp của xe van K05S thì thuộc loại lốp Kasumina, lốp không xăm. Thì đối với loại lốp không xăm này thì sẽ phù hợp với nhu cầu của các Tài, ưu tiên đến sự an toàn hơn thay vì là chở quá tải. Lốp không xăm này khi chúng ta di chuyển trên đường mà không ai bị đinh đâm phải, thì đối với lốp có xăm thì các bác sẽ rất khó di chuyển. Còn với loại lốp không xăm này thì các bác có thể di chuyển được từ 1 đến 2 km để đến điểm sửa chữa xe gần nhất để có thể sửa chữa loại lốp này và tiếp tục di chuyển hành trình của mình. Và về phần treo của con xe này thì vẫn là hệ thống treo quen thuộc. Ở phần treo trước là hệ thống treo độc lập với giảm chấn để tạo sự êm ái cho khoang người lái. Và ở đằng sau này đó là phần hệ thống treo nhíp giúp chúng ta có thể di chuyển và chở hàng hóa một cách dễ dàng. Điều mà tất cả các Tài thường quan tâm và để ý nhất khi mua một chiếc xe tải mới đó là phần thùng xe. Thì phần thùng xe của con xe này có kích thước đó là 2m2 x 1m3 x 1m3. Thì qua thông số này chúng ta có thể thấy đó là thùng xe tuy ngắn hơn so với các con xe tải khác, nhưng mà nhà sản xuất đã bù lại cho chúng ta bằng việc tăng chiều cao của xe. Thì tôi sẽ coi đây như là một ưu điểm thay vì coi đó là một nhược điểm. Đó là giúp ngắn chiều dài của xe, tăng chiều cao của xe để
giúp con xe này có thể dễ dàng di chuyển luồn ngay trong các ngõ ngách ở thành phố hơn. Và để nhìn kỹ về phần cùng xe của con xe này thì chúng ta sẽ cùng mở phần cốp phía sau của con xe này. Một điều đặc biệt là con xe này nó được tích hợp luôn cam lùi, thì có thể nói đây là một ưu điểm nổi bật nhất của con xe này, giúp chúng ta di chuyển lùi xe ở trong các ngõ ngách dễ dàng hơn mà không phải phần ngoái đầu đằng sau chẳng hạn. Có thấy tôi mở cái cốp này lên khá là nhẹ nhàng không ạ? Đó bởi vì con xe này được trang bị hai cái tuy điện thủy lực này giúp chúng ta có thể nâng hạ cốp xe dễ dàng hơn. Thì các bác có thể thấy là tôi đứng một cách khá là thoải mái, không cần phải khung người khi mà mở cốp lên ở các con xe khác. Đây cũng là một điểm nổi trội của con xe này. Thì ở phần thùng xe của xe này thì nó cũng được trang bị phần đèn của thùng xe. Chúng ta có thể nhìn rõ khi mà bốc hay di chuyển hàng kia tới. Ngoài ra thì ở phần sàn xe này là một lớp tôn, là một lớp inox. Và khi mà các bác mua con xe này ấy, thì các bác sẽ nhận được ưu đãi, đó là con xe này sẽ được tích hợp luôn cái phần sàn xe này. Ở các con xe khác thì các bác thường phải trả thêm tiền để có phần sàn xe này. Đó cũng là một khoản giúp các bạn tiết kiệm chi phí khi mua xe. Vâng, vậy tôi đã đi qua một vòng về phần thùng xe của xe này, thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi vào phần nội thất của con xe này xem có những gì nhá. Bởi vì phần nội thất của xe này có những thứ khá là đặc biệt. Xin mời các bác tải. Thì ở con xe này thì chúng ta sẽ có sẵn ở đây, đó là màn hình LCD cảm ứng. Đây chúng ta còn có một chiếc camera hành trình và sẽ được hiển thị ngay trên đây. Đó, như các bác thấy hệ thống giải trí rất là đa năng đúng không ạ? Thì nếu mà các bác muốn tìm hiểu rõ hơn về cái phần nội thất cũng như hệ thống giải trí của con xe này thì hãy theo dõi kênh của tôi. Tôi sẽ làm chi tiết về phần review nội thất của con xe này trong video clip tới. Thì ở phần nội thất của xe này thì nó sẽ được trang bị những cái cơ bản như là phần gương chỉnh điện hai bên luôn ạ. Đó, đây là một cái ưu điểm khá là nổi bật so với các con xe cũ mà chỉ ở những con xe hiện đại mới có. Thì con xe này cũng được trang bị vô lăng trừ lái điện, chúng ta có thể dễ dàng quay lái hơn. Điều hòa của này là hệ thống điều hòa 2 chiều. Còn về phần ghế của này thì nó là một loại ghế bọc nỉ. Thì phần ghế này thì tôi xin phép là không bóc hết ra, bởi vì con xe này là con xe tôi chuẩn bị giao cho khách. Đó là những điểm nổi bật về nội thất của con xe này thôi. Vâng, tổng kết chung lại thì tôi sẽ đưa ra các quan điểm của con xe này. Đó là đầu tiên, đó là phần thùng hàng của con xe này khá là rộng, phù hợp với các nhu cầu của bác tài để chuyên chở các loại hàng hóa khác nhau ở trong thành thị. Thứ hai, đó là con xe này là một con xe được trang bị đầy đủ các option như một con xe sang khác. Ví dụ như là cam lùi, cam hành trình tích hợp trực tiếp mà không cần phải ra bên ngoài lắp. Thứ ba, đó là con xe này có thể dễ dàng di chuyển trong đô thị kể cả các khung giờ cấm. Thứ tư, đó là
Khi mua xe, các bác sẽ nhận được chính sách bảo hành 24/24. Và nếu các bác cần mua một con xe tải tại Hà Nội, cầm một sale nhiệt tình và giá tốt nhất thì hãy liên hệ tôi bằng việc comment dưới video này, hoặc để lại số điện thoại, hoặc liên hệ với tôi trực tiếp theo số điện thoại ở trên màn hình 0383 368 978. Và để theo dõi nhiều clip hơn trong kênh của tôi thì nhớ like, theo dõi và chia sẻ video này. Xin cảm ơn tất cả các bác tài, chúc các bác tài một ngày tốt lành. Xin cảm ơn.